Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online và hôm nay cậu vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile mới ra mắt của nhà ảnh Gamota có tên gọi là Thần Long Cửu Kiếm. À, và như anh em đã thấy trên hình đây là cái giao diện đăng nhập của game và chúng ta sẽ có anh Bo đang trường làm đại diện của game này. À, có lẽ là chúng ta sẽ vào game trải nghiệm đi bởi vì là mình cũng chưa biết là game nó như nào. Ở đây chúng ta vào game và chúng ta có thể chọn ba quốc gia, Tống, Liêu và Kim. Ba phe và mình ba phe như này mình nghĩ là nó sẽ gọi là tạo sự cân bằng. Ở đây mình chơi theo đề cử để bởi vì nó sẽ tặng quà bởi vì nó sẽ nhằm tạo sự cân bằng giữa các phe. Đấy, chúng ta sẽ có bốn 4... wow. Đẹp đấy, múa may đẹp nhỉ. Chúng ta sẽ bốn bốn 4... môn phái đầu tiên là hoa sơn này, cầm kiếm. Cận chiến này, bạo phát này. Lớp nhân hai là môn phái thứ hai là Ngami. Uh, Loli, Ngami Loli. Nga Loli, thiên về trị liệu đó lớp nhân vật thứ ba đó là wow cái bang đánh rồng này chúng ta sẽ là cận chiến là thiên về khống chế môn phái thứ tư là bá đao cầm đao khống chế cuối cùng là dương gia cầm cung nha anh em thiên về sát thương đó năm lớp nhân vật năm môn phái đại diện cho thế giới kiếm hiệp và các bạn tùy thích anh em có thể chơi phái nào anh em thích ở đây mình có lẽ mình sẽ chơi cái bang đi ờ, Mình rất thích cái bang à, Vào game này Vào game luôn nhá phần tạo hình game thì khá là đơn giản tức là game nó không cho anh em tạo hình chi tiết đâu Đấy chúng ta có đề đồ họa 3D Đấy, anh em hoàn an toàn có thể tùy chỉnh Đồ họa Vào Ok, đấy, có người, ui, có hình đan trường ở trong này luôn này à, chúng ta có phần cài đặt này, mình đang để cấu hình cao nhất nhá Mình sẽ tắt nhạc nền đi để tránh bản quyền Rồi, chúng ta sẽ có một cái game nhập vai thế giới mở uh... Rồi, hệ thống chiến đấu Đây, đồ họa 3 d luôn nói chung là đồ họa 3 d khá tươi sáng ờ, bối cảnh nhìn rất là rộng này anh em nhìn cái bối cảnh của em nhìn rất là rộng nhé chúng ta có phân cảnh giới này Đó, game này là game dạng kiếm hiệp Đó, anh nhìn bối cảnh rất là rộng có sông có núi có cỏ cây đấy hình ảnh nhân vật đổ bóng các thứ đầy đủ nói chung là game 3D mà trên di động như này là ổn rồi anh em ạ tất nhiên là mình không đòi hỏi là nó quá khủng như một số bơi bom tấn nhưng mà thế này là... tạm chấp nhận được rồi với mình là ok anh em đừng có khó khó tính về đồ họ quá thì game này rất là ok như thế này là ok rồi này đó nhưng mà mình cảm giác là fps nó hơi thấp tôi thì tôi đang chơi bằng giả lập thôi nhưng mà máy tôi cũng khá khỏe nè đấy là chỉ cảm giác mình thôi còn lại mình sẽ bật cái phần gọi là bật fps lên nhá xem được bao nhiêu đó fps anh em không biết anh em có nhìn được không à các bạn nhìn ở trên góc trái fps game này không, có lẽ là do cái giả lập của mình thôi không biết chơi điện thoại như nào, nhưng mà nó chỉ được 24 mươi khung hình thôi bình thường là cái game nó khoảng 30 mươi hoặc là sáu mươi à, mình ở đây trong cái game này nó không cho mình chỉnh fps anh em ạ Mình không được chỉnh được FPS Thế nên là Game đang khóa cái uh, FPS của mình chỉ tầm 24 thôi Đó Mà trong khi đó máy tôi khá là mạnh và tôi chơi các game khác mà 60 FPS Rất là bình thường uh, Tôi không biết là game này nó chơi trên di động thế nào Anh em nào mà có chơi game này thì có thể confirm cho mình là FPS khi các bạn chơi trên điện thoại Nó như thế nào Chứ, chứ mình nhìn 24 mình thấy, Tôi chơi tôi biết mà tôi cảm giác khung hình nó hơi bị um, uh, Nó không được mượt ấy, nó không được mượt. Thế mình vừa bật thử thì nó chỉ được rơi vào mức tầm 20, 24 FPS thôi. Đó. Kể ra mà game mà đồ họa cho thành ít, ít nhất là 30 là mượt nhất, ngon nhất là 60 thì mình nghĩ là sẽ ok hơn rất là nhiều. Có thể là game này nó chưa tối ưu với giả lập, đây chỉ là phỏng đoán của mình thôi, nhưng mà mình có gì nói đấy. Hiện tại mình chơi bằng giả lập thì đồ họa nó chỉ rơi được 24 FPS thôi. Rồi tạm mà qua phần đề đấy thì phần chúng ta có phần hiệu ứng chiến đấu này. Đó, các cái hiệu ứng chiến đấu của cái nhân vật ở trong cái game uh, game này Ồ, oh, mình thấy là nó không màu mè mà, nó game kiếm hiệp mà không mờ mè thế này là hợp lý đấy cái game thần long kiếm kiếm này cái phần hiệu ứng võ công của nhân vật là mình thấy là làm khá là hợp lý nó không quá màu mè như kiểu dạng game tiên hiệp game khí hiệp nó chỉ hiệu ứng nó chỉ kiểu như này thôi khá là hợp lý ok nói chung là cũng ra gì kiếm hiệp cũng ra gì đấy đấy chúng ta đi làm nhiệm vụ và hiện tại là mình cấp bao nhiêu rồi cấp này mình mình tắt cái ẩn hiện fps đi nhá à, bây giờ mình mới cấp 9 thôi lên cấp nó cũng không nhanh à, chúng ta có cảnh với cảnh giới các cái cảnh giới lăng vân hư, hư cảnh siêu phàm gì đó oh có cả chuyển sinh luôn à, bản đồ nhìn nó cũng rộng nhưng mà mình thấy là nói thêm về đồ họa thì tôi phải confirm một cái nữa là nó không nét quá nó vẫn răng cưa chỉnh cấu hình cao nhất rồi thì vẫn khá là nhiều răng cưa nói chung là đồ họa game này nó ở dạng mức trung uh, bình khá đấy thì anh em cứ xác định là như vậy nhá thôi mình cứ cho là tạm ổn đi thôi còn nói chung là để mà đánh giá đồ họa chi tiết thì mình vẫn còn nhiều cái vấn đề lắm rồi chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề gameplay đi hiện tại thì mình đang đi làm nhiệm vụ và lên cấp Game này là game nhập vai thế giới mở mà chúng ta ban đầu là đi làm nhiệm vụ lên cấp và mở khóa các tính năng mới. Ấy. Đấy, sau này thì có các cái hoạt động hàng ngày rồi đi PK này nọ. À. Mình thấy là cái phần lồng tiếng ấy họ có sự đầu tư mỗi NPC một cái giọng nói khi đi làm nhiệm vụ. Đây, mình anh em nhìn cái bảng chiến đấu này. Đấy, đòn đánh mình thấy là kiểu dạng combo á tôi chưa xem được phần kỹ năng của nhân vật ở đây là ngoại trang nhé cho anh em xem ngoại trang luôn ồ oh, nhìn khá đẹp có cả thời trang hiện đại luôn thì phải ui đồ này đẹp này đấy váy b... kiểu gì này váy bikini à đấy, có thời trang thần khí này đấy, rất là nhiều rồi uh, pháp trận vũ dực nói chung là game này game kiếm hiệp nhưng mà có cánh sẽ có phần thời trang cánh Đấy, nó hơi bị um, có một chút tiên hiệp vào đấy, chứ nó không phải là thuần kiếm hiệp đâu, anh em có thể gọi là tiến kiếm tiên hiệp được và mình thấy là có cả phi hành này ba quốc gia này đấy, hệ thống này, game này ba quốc gia thì mình thấy là khá là hay thường các game nó chỉ có hai phe thôi game này là có ba quốc gia sau này các cái trận chiến nó sẽ là giữa ba quốc gia đấy cũng khá là hay ho game này là game kiếm tiên hiệp nhé, mình xác định lại chuẩn cho anh em. đây có cả phi hành này, đó nó không phải là game thuần kiếm hiệp mà nó là kiếm tiên hiệp. là, uh, mình nghĩ nó sẽ là phần nhiều là tiên hiệp nhưng mà nó sẽ pha một chút yếu tố kiếm hiệp về hệ thống môn phái cũng như là hệ thống uh, võ công, rồi một số tính năng khác nữa. chứ nó không phải thuần kiếm hiệp, Đấy, phải đính chính lại cho anh em rõ chứ kinh nghiệp thì không bao giờ có cánh rồi um, uh, mấy cái đồ bay 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 lượn cả, kiếm ấp chuẩn ấy. Cái bảng này là mình cầm côn. Đấy, có khinh nhảy khinh công này, không biết là mình có thể nhảy khinh công ở ngoài không. Mình nghĩ là cái game um, Thần Long Kiểu Kiếm này sẽ tập trung vào việc là hệ thống PK giữa các cái bài um, quốc gia Tống, Kim và Liêu chúng ta, Đấy, chúng ta lại tiếp tục đi nâng cảnh giới nhé Cứ đổ, đủ điều kiện cấp hoặc là những cái um, lực chiến các thứ thì các bạn có thể nâng cảnh giới lên đây mình cũng chưa mở thêm được nhiều tính năng lắm. Hiện tại chơi nãy giờ thì vẫn chưa mở nhiều tính năng. Game lên cấp nó cái tốc độ lên cấp cũng chưa phải là nhanh. Ôi, oh, boss à, săn boss à. Ô oh, đi săn boss này. Đấy, cũng có boss thế giới các thứ luôn. Oh, đi làm nhiệm vụ thôi Chưa có gì đặc sắc lắm cả oh, Rồi chương 3 rồi Nhận thưởng này có phi hành khí luôn chuyển giữa các cái giờ mình mới nhận ra cái mình đang ở trên một cái tòa thành ở trên mây anh em ạ chúng ta đang ở một cái tòa thành các cái tòa thành ở trên mây thì nó lại bối cảnh nó lại giống giống, giống tiên hiệp nhiều hơn nhỉ em có tính năng gì mới nữa không? nhìn chung ở giai đoạn đầu này thì mình cũng chưa có nhìn nhiều để theo dõi anh em cả vì là đây giai đoạn của là tuân thủ chủ yếu đi làm nhiệm vụ thôi. mình sẽ cố gắng là cày thêm một chút để xem là có cái tính năng gì mới không. đoạn này là vẫn có tính chung này, voi vẫn có tính chung, sót bị sót đấy. Mọi món đồ này thì chưa mặc được à, có sao có kết hôn này đấy sau này có kết hôn nhá à, bot này mình nghĩ đây là con bot thế giới này nhìn khá là to và khủng đánh thử cái em nào hay có cả chuyển này chuyển sinh gì này bắn cái con bot này nào. xem được cái gì không đây không phải bot thế giới à đâu bot thường thôi đây là bot nhiệm vụ thôi tôi cứ tưởng bot thế giới đấy nhưng mà vẫn đặt đồ được mấy đồ tím người mãi không rời xa. À, oh, anh ra rồng này. Thật ra con rồng này tôi chả thấy giống cái bác lắm. Rồng này. Rồng gì ấy. Rồi, oh, chúng ta có băng, tính năng băng hội này ở đây chúng ta quốc gia nào thì chỉ vào được quốc bang đấy thôi nhá, à, mình... ôi đầy hết rồi, không vào được bang nào luôn, đấy thì các bạn để tạo bang mất một nghìn kêu bảo khóa luôn, rồi chúng ta chúng ta có đang cường hóa cường hóa thì các bạn, còn cần đá cường hóa nhá, và mình thấy là không có tỷ lệ cộng đồ gì phải nghĩa là đủ nguyên liệu thì các bạn có thể cộng lại được, đó thì anh em lưu ý. mấy bè <laughs> lồng tiếng cười dã man thiếu hiệp thiếu hiệp mau chóng tiến vào chút cơ cảnh để cải thiện tu luyện nổ khí này nội ý khê, thần ý kỹ kiểu chiêu nộ ấy đấy chiêu nộ này tí nữa tôi thử đánh thử thì, thì xem cái chiêu nộ oh, có cả mình để ý là có cả lửa trại này để thí luyện ra ngoại này à, nó giống các cái game như kiểu võ uh, lâm hồi xưa ấy có cái phần lửa trại thì anh em lưu ý nhá đây chắc là cái lửa trại cho bang hội mình thì không vào bang được full hết rồi Ừ, mấy cấp 22, game này lên cấp nó không nhanh. À, các bạn phải cắm lửa chạy để cắm auto này. Cày cấp. Đây thử thử chiêu nộ nhá. Ô oh, đánh ra dùng băng này. Ờ. Ừ. Cái băng này đánh ra dùng băng, hơi điêu điêu. Nói chung là tôi ghi vấn là mấy cái tên uh, môn phái trong game này họ nhập hành họ đặt ăn theo kiếm hiệp thôi chứ còn tôi thấy chẳng có chất gì cái bang ở trong cái um, ở trong cái phái này cả nó chỉ có cái cầm cái bổng rồi đánh ra vài con rồng nhưng mà rồng dụ chiêu nộ vừa rồi là rồng băng tôi không nhìn được cái tên để, tự động chọn này tách trang bị này được nguyên liệu nâng cấp tôi muốn đọc tên kỹ năng để xem nào không đọc được nó không cho đọc mình không biết là kỹ tây kỹ năng là gì à, cay nhỉ ở đây trên này nó không có phần kỹ năng ấy đây, kinh mạch này nâng sang tôi không nói đấy không nhìn được phần kỹ năng của nhân vật luôn đấy, mình cũng như các bạn thôi mới vào game mà tôi cũng không tìm hiểu tôi chơi thì tôi thấy nó nó cái game này nó là tiên hiệp thì đúng hơn là kiếm hiệp chúng ta sẽ chỉ có một số cái tên gọi môn phái là kiếm hiệp thôi chứ còn mình chơi rồi các cái hiệu ứng kỹ năng mình thấy là nó là game tiến hiệp chứ không phải kiếm hiệp đó tôi lại một nữa phải đính chính sorry anh em game này là tiên hiệp đội lốt kiếm hiệp rồi chơi là biết mà bạn nào mà hay chơi game nhà vai kiếm hiệp là biết kiếm hiệp nó như nào rồi nó không chỉ là ở cái tên gọi đâu mà là phải ra chơi là phải ra chất kiếm hiệp cơ chất kiếm hiệp thể hiện ở các cái uh, chi tiết về môn phái rồi các cái tính năng rồi các hoạt động nó phải đúng chất uh, kiếm hiệp cơ cái này mình chơi nãy giờ là mình cảm nhận nó là tiên hiệp nhiều phần tiên hiệp rất là nhiều hơn rồi chúng ta có kinh mạch này Đấy, kiếm hồi kiếm hiệp thì nó cũng có kinh mạch À, chuẩn bị có phần uh, đây, đây là các hoạt động trong game này chúng ta có hoạt động cá nhân này. rồi hoạt động săn boss này các hoạt động tổ đội rồi các hoạt động khiêu chiến đó giá ngoại đặt bảo đấu trường rồi chúng ta có lịch tuần đây vấn đỉnh võ lâm này thái hư cảnh tà giá xâm nhập động thị hữu tân lăng ảo cảnh quốc chiến ok nói chung hoạt động trong game này khá là nhiều thì anh em có thể tham gia và PK và mình thấy là các hoạt động nó diễn ra hầu như là vào buổi tối. Hầu như là vào buổi tối còn buổi trưa thì nó những cái hoạt động buổi trưa là những hoạt động kiểu ấy thôi. Chủ yếu như hoạt động PK và kiểu quan trọng ấy, chúng ta sẽ diễn ra vào buổi tối. Đó thì anh em để tham khảo thêm nhá. Thật ra thì nãy giờ mình chơi thì nó cũng mình cũng chưa mở ra được nhiều cái tính năng cho anh em xem đâu. mà anh em có thể sơ qua được về đồ họa và gameplay của cái game thờ long kiểu kiếm này gamuta này Đó. có pet này chuyển cảnh hơi nhiều game này chuyển cảnh nhiều quá Đây, à, chúng ta được tặng pet à, chúng ta cũng có pet pet sẽ đi theo kéo pet vào đây xuất trận trả lời câu hỏi này hướng dẫn về pet cái pet thì có rất là nhiều loại này các bạn hãy chơi mẫu pet nhá hên xui ui ôi rồng này đẹp nha dòng lửa các bạn để lắp pet vào này nó sẽ bổ sung vào trận đội hình này, tăng lực chiến đó các bạn sẽ có một pet chính và những cái pet phụ để bổ trợ thêm uh, thuộc tính Tính năng uh, leo tháp này đấu giá bằng xếp hạng cửa hàng nói chung là mình cũng mở khơ khớ các cái hoạt động tính năng rồi đấy Ồ, oh, có cả ngự kiếm phi hành à bây giờ là cần tăng cấp này chúng ta có phi thăng đó, có ngựa bay luôn rồi có hoạt động in game này tiêu đó thấy không? anh em kiếm hiệp làm gì có cái bay bay như này đấy thấy pha ke không đó game này là thật ra tôi nghĩ là game phần tiên hiệp chứ không phải kiếm hiệp đâu Lúc đầu tôi vào tôi game tôi đọc tên bốn môn phái ấy, tôi cứ tưởng là kiếm hiệp cơ bởi vì mình không mình như anh em thôi mới tải game về chơi mà mình không tìm hiểu trước ấy. Đấy tôi cứ tưởng là game uh... kiếm hiệp, hóa ra chỉ là tên môn phái như vậy thôi chứ còn bản chất game này là game tiên hiệp nhá. Yeah. Đấy thì mình cũng trải nghiệm nhanh cho anh em về cái game uh... Thần Long kiểu Kiếm của nhà Anh Gamota một cái game nhập vai tiên hiệp. Và nếu mà anh em thấy game này thế nào thì các bạn phải comment phía dưới cho mình biết nhá. Ngoài ra đừng quên uh... Uh, like, share, chia sẻ video này. Uh, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu vàng. Bạn nào thấy hay để like, share, chia sẻ và đừng quên ấn nút subscribe ủng hộ cho kênh Tô Game Online nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những uh, video tiếp theo. Bye bye.